Vâng, anh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Thì mới nhất của ngày hôm nay em mới về một chiếc Ford Transit đời 2014. Vâng, 2014 nhá. Vâng, thì em vừa mới về, quay qua cho anh chị một chút xong là cho đi đánh bóng mới lại dọn dẹp sơn xiếc rồi là làm lại nội thất cho anh chị. Vì nội thất để lâu rồi nó mốc, nó không được đẹp lắm thì em sẽ cho đi làm ạ. Và chiếc xe này em báo giá luôn cho anh chị tham khảo về cái mẫu xe này. 275 triệu hồ sơ em đã bao rút cho các bác. Và con này vẫn là cửa cơ, chưa phải cửa điện. Thì các bác có nhu cầu thì em sẽ lắp cửa điện lên ạ. Đấy, xe thì sơn xi tổng thành thì bên ngoài cũng khá là đẹp. Cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, máy nổ êm, điều hòa mát. Đấy, nói chung là một mẫu xe như này thì các bác về sử dụng thì cũng rất là ok. Với cái mức đầu tư là 275 triệu thôi là các bác khởi nghiệp cái vốn nó cũng khá là thấp, nhưng mà chắc chắn là năm nay Transit sẽ rất hiệu quả khi các bác dùng tới nó, vì nó sẽ kiếm cho mình khá là nhiều việc luôn. Vì hiện tại giờ Transit bây giờ đang rất chi là sốt, nên các bác mua xe thì tầm này là vẫn còn ok, chứ còn 1-2 tháng nữa khi vào mùa du lịch rồi thì xe rất là khó mua. Đấy, em nói thật với các bác thì bọn em đi mua xe ra tầm này đi mua rất là ít xe, không được nhiều lắm. Ngày có những ngày chỉ mua được 1-2 xe, có ngày chỉ mua được 1 xe. Đấy, còn trước đây thì số lượng xe bọn em mua một ngày 4-5 chiếc, bây giờ chỉ được 1-2 chiếc thôi, không được nhiều. Đấy, và chiếc xe như này khá là đẹp rồi. Thì đây em nói thật với anh chị này, nội thất thì nó không được đẹp lắm nên là em cũng quay cho anh chị vào đây. Cửa bị chốt rồi đây ạ. Nội thất nó không được đẹp, em sẽ đi bọc ghế mới cho anh chị ạ. Vâng, ghế đây ạ. Trần thì vẫn là trần nỉ zin này, chắc em cũng cho vào bọc trần 5D thôi. Nếu mà em bóc cái ni lông ra mà nó đẹp thì em để, mà nó không đẹp thì em cho đi bọc trần 5D. Đấy, đây ạ. Mọi thứ thì cũng rất là ok, chung rất là đẹp, máy thì nổ rất là êm. Đấy, em quay sơ sơ thôi. Thì nếu mà anh chị có nhu cầu thì đặt cọc chiếc xe này thì em sẽ để lại cho anh chị. Và bây giờ em sẽ cho đi làm sơn sơn tỉa vài chỗ với lại làm lại nội thất. Đấy, nếu mà anh chị có nhu cầu sử dụng này thì hẹn các bác anh chị là 2 ngày nữa là sẽ xong nhá. Vâng, em xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhá.